Ở Việt và Thu Trang rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình TV Shopping. Vâng, tiếp tục với chủ đề nấu ăn. Tuy nhiên giờ đây chúng ta sẽ nấu ăn nhanh hơn và tiết kiệm được không gian bếp hơn khi sở hữu những chiếc bếp từ đơn Hachimitsu HC218 rất sang trọng như thế này. Thưa quý vị, tới từ công ty cổ phần Quý Phát, doanh nghiệp 2 năm liên tiếp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Vâng, và khi nói đến bếp điện tử thì chắc là quý vị và các bạn quá quen thuộc rồi, bởi bếp từ mang đến nhiều tiện ích cũng như có thể thay thế cho những chiếc bếp ga hay là bếp lửa truyền thống, đúng không ạ? Dạ vâng, có bếp từ trong nhà thì chị em nội trợ như tôi thì cảm thấy việc nấu nướng nhẹ nhàng hơn rất nhiều anh Âu Việt ạ. Bởi vì thông thường các bếp từ đơn trên thị trường có công suất là khoảng 2000W. Mức công suất này thì đảm bảo thời gian đun sôi 1 lít nước chưa tới 2 phút. Nhưng với bếp từ đơn Hachimitsu HC218 thì còn mang đến tiện ích cao hơn thế. Sở hữu công suất lên đến 2200W, mâm từ thưa bằng đồng nguyên chất với bán kính lớn sẽ giúp cho món ăn được nấu chín một cách nhanh chóng, sôi đều, đảm bảo nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng, tiết kiệm được thời gian tối đa khi nấu ăn. Như vậy, việc lựa chọn một chiếc bếp từ có công suất đảm bảo cho việc đun nấu dễ dàng, tiện dụng thực sự là lựa chọn của bất cứ người dùng nào cũng mong muốn, đúng không ạ? Dạ vâng, rất là chính xác thưa anh Ngô Việt. Bếp từ Hachimitsu HC218 thì có khả năng chống sốc nhiệt ở nhiệt độ lớn, khả năng chịu tải khi đun nấu ở nhiệt độ cao tốt, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử EMC. Đây là quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quản lý đối với giới hạn phát xạ nhiễu điện tử phát ra từ các thiết bị điện và điện tử gia dụng. Như vậy thì với những bếp từ đạt yêu cầu của quy chuẩn này thì sẽ không làm nhiễu điện từ ảnh hưởng đến các thiết bị khác cũng như là đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Ngoài ra thì trong quá trình nấu, bếp có khả năng tạo ra từ trường nhận diện vùng nấu nên khi tiếp xúc với đáy nồi chuyên dụng sẽ sinh ra nhiệt, vì thế mà không bị hao điện. Quý vị và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Một điểm mà tôi cũng khá thích ở chiếc bếp từ này đó chính là thiết kế nhỏ gọn và rất đa năng. Sản phẩm có thể phù hợp cho mọi không gian bếp, đặc biệt là những không gian nhỏ hẹp dễ dàng di chuyển bất cứ vị trí nào, và đương nhiên là có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon như lẩu hấp hay là các món chiên rán với bảng điều chỉnh các nút chế độ cảm ứng vô cùng đơn giản ạ. Đầu tiên là chế độ công suất, dùng để tăng giảm công suất nấu ăn tùy theo mục đích quý vị sử dụng, phạm vi điều chỉnh từ 500 đến 2200W. Thứ hai, chế độ xào với gợi ý nhiệt độ 140 độ, phạm vi điều chỉnh từ 60 đến 240 độ. Thứ ba là chế độ đun sôi với gợi ý hiển thị là 2000W. Ngoài ra, bếp cũng có các chức năng khác như cài đặt thời gian nấu ăn nút timer hay cài đặt khóa bảng điều khiển nút lock. Khi nấu xong, chúng ta nhấn nút off để tắt bếp, chờ bếp nguội hẳn thì dùng khăn mềm lau sạch. Do sản phẩm có bề mặt làm bằng kính cường lực ceramic sáng bóng, chống xước nên cũng rất dễ vệ sinh quý vị nha. Vâng, với tính năng vượt trội của một chiếc bếp nhỏ gọn, công suất lớn, tiết kiệm thời gian vào bếp thì Thu Trang tin chắc là bếp từ đơn Hachimitsu HC218 thực sự sẽ trở thành người bạn đồng hành của bất kỳ gia đình nào, đặc biệt là trong những dịp sum họp và lễ Tết. Vâng, một sản phẩm quá nhiều hữu ích như thế này, ngay hôm nay TV Shopping cũng sẽ mang tới ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Khi mua một bếp từ đơn Hachimitsu HC218, quý vị sẽ được tặng thêm một vỉ hấp và một nồi lẩu inox với dung tích lớn phù hợp cho tới 12 người. Và còn chần chừ gì nữa mà quý vị không nhanh tay truy cập vào website hachimitsu.com.vn hoặc qua hotline của chúng tôi 024-3540-1821 hoặc 024-3540-1822, hoặc quý vị có thể đến các đại lý gần nhất của công ty cổ phần Quý Phát để sở hữu ngay cho mình những sản phẩm chất lượng nhất nhé. Xin được chúc quý vị sẽ nấu được những bữa ăn ngon từ chiếc bếp từ đơn Hachimitsu HC218 này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.